chẳng câu biệt ly anh bước để người ta anh không suy nghĩ. Vì anh vừa quen năm tháng, kỷ niệm xưa giờ đây trái ngang, để cho nước mắt còn rơi trên bờ môi mà sao anh nữa. Lòng còn thương đem lời hương trôn sâu, bòn sâu giờ hoa đớn đau. Đành tâm nhìn anh hạnh phúc như ngọt ngào anh trao cho người ta. Em ơi, nhưng lần đầu thì ai có hay, người đi người buông ai thấu đâu, khi tình ta giờ chia hai ngả, là vì anh đã rời xa em đấy, để tình ta còn bao đắng cay. Chẳng câu biệt ly anh bước đi theo người ta anh không suy nghĩ. Ông lên đường nữa. Em toàn ngồi trên trời. Em có kiếm dịch viên không? Kiếm dịch viên nhà em nó kiếm một vô hết đó. Nó ai cho tử tế cả. Những người mà người ta không vào ấy, anh nhớ không? Thì ta, người ta xin là người ta không vào đấy. Chứ anh em tử nữa mà. Thank you.
Em sợ. Anh sợ nên anh cười. Quá tệ. Nó còn chứa nhiều sự chân thành mà tiền của anh không bao giờ mua được. Bởi vậy tôi thấy tôi thật may mắn khi ngày xưa quyết định bỏ anh ấy. Nhưng mà tôi muốn khuyên anh một điều như vậy nào. Chứ như mà anh chưa có chắc quan tâm. Anh Khánh ơi, anh Khánh đi ngủ đấy à? Cưng. How you had breakfast yet? I don't know. Thôi kệ đi anh, em có mệt mỏi. Đúng rồi, em 92 mà. Sáng với lai tối á. Nhưng có anh hiểu. Tối 8 giờ. Hay anh Nhật. Nói chung là cứ tầm 8 giờ anh vào thấy mắt em rồi đấy. Đúng rồi. Cảm ơn Bu. Lanh mờ. Người thì 31, người thì 32. Thank you.
lòng mình đã nhói, cứ trên sông anh nhìn ra tình yêu sớm mơ. Anh ra đã khóc, tình yêu em nhớ. Quen nhau bao lâu, em có thấy anh giận đâu. Anh ở đâu mà bảo là em ở ngoài xinh. Đôi ba lời hát em muốn gửi gắm chỉ có nắng và chỉ xanh. Đêm khuya bên ngoài lạnh lắm nhưng không lại được bằng lòng anh. Không biết phải làm sao, em thật sự không biết phải làm sao. Anh chẳng nói một câu nghe thì giận em trong bao lâu. Tay này hôn đi chứ đừng lặng im. Môi này hôn đi chứ đừng lặng im. Vì thương là thương mà ghét là ghét chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu anh sẽ ở đó mà không vui lòng. Cùng anh gì không? Cảm anh mất, cảm anh Đức. Em có làm sai, anh phải nói dừng lại. Cứ nhẹ nhau thế này, thì cách nào anh chia tay. Không biết phải làm sao, em thật sự không biết phải làm sao. Anh chẳng nói một câu, thế thì giận em trong bao lâu. Tay này, hôn đi, chưa đừng lại im. Mỗi này hôn đi chứ đừng lặng im. Vì thương là thương mà ghét là ghét chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu anh sẽ ở đó không quên lo. Em thương anh nhất trên đất. Em thường hay vẫn nằm mơ về một người nhà. Where you from? I come from Vietnam. Sớm giữ chưa? Cảm ơn Đức. Ý là anh chưa ngủ dậy đúng không? Cảm ơn anh STN. Bên này anh thấy 5 giờ mấy ở Việt Nam đã live rồi. Hôm nay được mấy rồi? Đã 1 tiếng 39 phút rồi. Cảm ơn anh. Không chăm lắm đâu. Để khi anh lại vẫn nhìn. Là trái tim chuyện nhịp. Anh đi làm được thế. Cảm ơn anh.
tên là em ở Hà Tĩnh. Bao ngày qua khi xưa còn mơ, thank you.
sao cũng được, hay là giết em đi cũng được. Ở này em lái sáng hả? Dạ, em lái sáng. Tết tắp mọi người ơi. Lan bị mỏng nhịp đấy, thôi tới đây. Lâu ngọc. Phụ em đánh nhà khác rồi, đội em đánh anh đâu. Phụ em đánh lên đi, phụ em đánh lên. Đi với cây đi mình nói chuyện thôi. Tất cả mọi người ơi, Lanh Bảo. Hello anh Nonita. Cứu mẹ em rồi.
đấm vào mặt em. Hát chị vô mặt em qua được rồi, không cần đánh. Chắc không bị thích. Hy vọng là một bông thôi, chứ hai bông là không có đâu. Rồi luôn. Hai bông mọi người ơi. Cảm ơn ngài. Cảm ơn mọi người. Hai chị một bông.